Thưa quý vị, nhằm nâng cao chất lượng dân số, từ năm 2015, tỉnh đã tập trung hoàn thiện mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ cũng được ngành y tế thực hiện từ cấp tỉnh đến cơ sở. Cũng nhờ đó mà nhận thức về tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ đã nâng lên. Tỷ lệ phụ nữ được khám thai ít nhất 3 lần trong thai kỳ đạt 90%. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh của tỉnh đạt trên gần 70%, cao hơn 30% tỷ lệ trung bình toàn quốc. Thế nhưng điều đáng lo là vẫn còn một bộ phận không nhỏ thai phụ không tuân thủ lịch khám thai định kỳ, thậm chí là không khám thai trong suốt thai kỳ, dẫn đến không ít trường hợp trong số này đã phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch hoặc tử vong. Chia sẻ ngày mới hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về thực trạng này, qua đó có nhận thức đúng đắn hơn trong việc tuân thủ khám thai định kỳ để cả mẹ và con đều an toàn khỏe mạnh. Em bé sơ sinh này được sinh ra trong tình huống nguy kịch. Mẹ của bé đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng đau khắp bụng, xuất huyết âm đạo, da niêm trắng bệch, không đo được huyết áp, tim thai trên siêu âm rời rạc, ối vỡ. Các bác sĩ chẩn đoán thai phụ bị vỡ tử cung trên vết mổ cũ lấy thai. Được mổ cấp cứu kịp thời, các bác sĩ đã cứu được cả mẹ, cả con. Hiện bé trai hơn 6 tháng tuổi, cân nặng 1,6 kg, đang được chăm sóc tích cực tại khoa nhi. Nguyên nhân dẫn đến tình huống nguy kịch trên là do thai phụ không theo dõi thai định kỳ để bác sĩ nhận diện được những nguy cơ có thể xảy ra. Nhân mang thai lần thứ ba, hai lần đầu thì đã được mổ lấy thai. Lần này ông xã cũng bắt bệnh nhân đi khám thai nhưng mà không đi. Thì là chưa kịp đi thì là thấy ra nước và xỉu luôn. Ở nhà thì ông xã mới đưa vào cấp cứu, thì lúc đó mình vào bệnh viện phòng khám cấp cứu là thấy tình trạng rất là đe dọa, tính mạng là mạch không, huyết áp không rồi, không đo được rồi, da niêm là trắng bệch rồi. Chẩn đoán ngay được cái tình trạng là vỡ tử cung và cho đưa lên phòng mổ liền. Thì trong vòng 10 phút là mình lấy được em bé ra liền luôn, thì cấp cứu kịp thời. Trước đó, các bác sĩ bệnh viện Lê Lợi cũng cấp cứu thành công cho thai phụ 32 tuần nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, cổ tử cung mở hoàn toàn, tay và chân thai nhi đã lọt ra ngoài âm đạo người mẹ và tiên lượng tử vong hơn 90%. Đặc biệt, thai phụ còn đang mắc bệnh thủy đậu giai đoạn cấp và tiểu đường thai kỳ. Các bác sĩ cho biết, trước đó nhiều giờ, thai phụ có dấu hiệu đau bụng, ra huyết âm đạo nhưng không đến bệnh viện. Trong suốt quá trình mang thai, thai phụ không khám thai định kỳ, dẫn đến tình trạng nguy kịch trên. Các bác sĩ đã cấp cứu được cả mẹ và con, nhưng cả hai vẫn chưa hết các nguy cơ. Mẹ bị thủy đậu và em bé cũng mang bệnh thủy đậu. Bệnh thủy đậu thì khi mà trong thai kỳ, thì khi mà trong quá trình mình mổ, thì mẹ rất là dễ bị nhiễm trùng. Còn em bé thì cũng vậy, em bé rất là dễ bị nhiễm trùng và dễ bị viêm phổi. Đó là cái nguy cơ mà biến chứng nặng của em bé cũng rất là cao. Bệnh viện Đa khoa Lê Lợi và Bà Rịa cho biết, mỗi năm hai bệnh viện tiếp nhận trên dưới 10 trường hợp thai phụ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong đó có 1 đến 2 trường hợp tử vong, mà nguyên nhân là do thai phụ không tuân thủ khám thai định kỳ, hoặc chỉ đi siêu âm nên không phát hiện kịp thời những bệnh lý bất thường xảy ra. Những cái siêu âm là hỗ trợ trong quá trình khám thai, chứ không phải là siêu âm là khám thai toàn diện, cho nên là phải có bác sĩ. Thì bác sĩ chỉ định cái này cần làm thêm những cái gì, siêu âm này, xét nghiệm nè, xét nghiệm máu tổng quát hay những cái bệnh lây truyền nè cho mẹ con nè, rồi xét nghiệm đái tháo đường thai kỳ nè. Nguy hiểm nhất là cho thai phụ là như nhân rơi vào cái tình trạng hôn mê, mẹ hôn mê do đường huyết tăng cao, thì cái tình trạng của con lúc đấy là không tính tới, mẹ hôn mê thì hầu như con cũng mất luôn. Theo các bác sĩ, trong quá trình mang thai có nhiều nhóm nguy cơ gây nên bất lợi cho thai phụ, thậm chí gây nguy hiểm đe dọa tính mạng của thai phụ và thai nhi như tiểu đường thai kỳ, băng huyết, sản giật và tiền sản giật, nhiễm khuẩn sản khoa. Do đó các bác sĩ khuyến cáo, để hành trình mang thai trọn vẹn, an toàn cả mẹ và con, thai phụ cần tuân thủ khám thai định kỳ, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời những bệnh lý bất thường trong thai kỳ.